Xin chào tất cả anh em, chúc tất cả anh em ngày mới tốt lành. Thì hôm nay Sài Gòn đang mưa rất là to, mưa kéo dài từ sáng giờ. Thì không có quay được clip, bây giờ thì nó đỡ rồi thì thôi quay. Nhưng mà hôm nay rất là buồn và thất vọng với người chơi audio. Thì đó là một cái món hàng khôi ship từ tháng 9 nha. Và lưu kho từ ngày 17 tháng 9 nha. Thì khôi cũng xin phép là mình không có để cái thông tin, mình che thông tin lại của cái người mua, nhưng mà Khôi cũng sẽ nói một chút về cái người này. Thì khách này là ở Quảng Hà Long, Quảng Ninh nha, cũng một nơi rất là xa với Sài Gòn, gọi là đầu cuối của Tổ quốc. Nhưng anh này thì yêu cầu mình ship code, yêu cầu ship code thì cũng đã mua hàng rồi, thì mình cũng tin tưởng, mình cũng ship hàng. Thật sự là ít khi Khôi ship lắm, nhưng mà những ai mà có cái lý do chính đáng thì Khôi vẫn ship để phục vụ anh em có cái điều kiện có chơi audio. Thì cái lý do anh này đưa ra là anh đang ở xa, không chuyển khoản được, rồi khoảng mấy ngày nữa thì tiền nó mới về mới có. Thì lúc đó anh sẽ nhận hàng, anh trả luôn. Ok, mình chấp nhận cái vấn đề đó. Thì anh em đã kết bạn giao lưu rồi, nên ok, mình tin tưởng tuyệt đối. Thì khi có ship hàng ra tới ngày 15, 14 tháng 9 thì không liên hệ được khách. Thì đến 15 thì cũng không liên hệ được. Đến 17 thì khách bên bưu điện yêu cầu xử lý đơn hàng, thì mình cũng xin thêm thời gian, mình sẽ lưu kho. Đây này, 17 tháng 9 là Khôi lưu kho này, lưu kho đến hôm 2 tháng 9 là xin lưu kho 5 ngày để chờ khách phản hồi. Mình nhắn tin, mình gọi điện trên Zalo, trên điện thoại thì xem xong không không trả lời luôn, không trả lời luôn. Thì đến ngày 25 thì bắt buộc hàng phải lưu về, tại vì hết thời hạn là lưu kho nha. Đây này, anh em thấy bưu cục thành phố Hồ Chí Minh đóng đi này ha, bưu cục chuyển tới này, nó có đều thông tin nha, mình không phải nói xạo đâu. Ngày 27 tháng 9 này đó, thì là đóng ngược về lại á, 27 tháng 9 là đóng ngược về lại Sài Gòn này. Mình có, sau khi mình nhận được hàng về thì mình cũng có viết một cái tin nhắn rất là dài để mình nói, nhưng mà cái sự phản hồi không có anh em. Họ họ im lặng luôn, thì không biết là một cái lý do gì đó. Có thể là không có tiền, cũng có thể là vợ không cho mua, hay là nói chung là một cái sự cố gì mà không phản hồi mình. Thật sự mình rất là buồn nha. Mình bán hàng thì đóng gói các kiểu các rất là tội nghiệp, rất là mất thời gian, rồi nhắn rồi chờ rồi đợi nha. Thì qua cái clip này á, thì Khôi rất là mong là anh em nào mà thật sự là thiện chí thì hãy mua hàng, thật sự thể hiện là một người mình biết chơi audio nha anh em. Còn mà đừng có mua hàng như thế thì làm ảnh hưởng tới người bán nha. Họ cũng là những người buôn bán kiếm sống chứ không có giàu có để đi bán audio đâu nha. Thì nên cái lý do mà trước giờ anh em cứ hỏi có code không là mình rất là ngại như vậy nha. Còn nếu như code thì phải 30% nha. Thì nếu mà anh em mà 30% anh em không nhận hàng thì anh em gọi là dám chơi dám chịu. Mình không nhận hàng mình bỏ, mình vứt, mình bóc phô, mình bom hàng thì mình mất tiền. Thì lúc đó thì mới gọi là có trách nhiệm. Thì mình mới có trách nhiệm với cái món hàng của mình nha anh em. Còn nói chung là con người thì ai cũng có cái sự sai lầm. Nhưng mà mình cũng không nên làm như vậy, báo một tiếng để người bán vui vẻ, họ cảm thấy là cái cuộc đời này nó còn nhiều cái tốt đẹp, nó yêu đời hơn. Chứ còn mà như anh này thì thật là buồn anh em nha. Nè, báo ship luôn nè, code báo ship như này đó. Mình muốn che cái thông tin đi, tại vì dù sao thôi cũng không sao, người ta đã không nhận nữa thì mình có làm gì nữa thì nó cũng vô ích ha. Đó thì anh em thấy cái kiện hàng đóng rất là kỹ lưỡng ha, một con 5 ly thôi nhưng mà dán rất là nhiều các thứ, và thùng xốp đóng 2 3 lớp,
Thì bây giờ Khôi sẽ khui ra cho anh em cùng xem là cái con mặt hàng ở bên trong nha. Mặt hàng bên trong là mình đóng rất là kỹ lưỡng nha. Anh em xem một, đây là một cái con âm ly bánh dặn ha, âm ly rẻ tiền, nhưng mà anh em thấy không, mình đóng hàng rất là kỹ lưỡng. Trong này có một cái súp mềm này ha, thì cái món hàng của mình vận chuyển thì mình rất yên tâm, mình không sợ nha, mình không sợ cái vấn đề là đó, tại vì đóng nó rất là nhiều lớp. Anh em xem ngoài này một lớp này đó, anh em thấy cực kỳ không, không bao giờ nó có cái chuyện mà sẽ va đập được ha, nó sẽ là dày nè, cái khoảng cách nó rất là dày nè, khoảng cách rất là dày đó. Thì bây giờ Khôi sẽ lôi cái con này ra và Khôi sẽ đăng lại nha. Thì những cái món hàng mà nhiều khi buôn bán phải đăng lại á, đăng lui đăng tới là do có người thì chốt không lấy, có người thì gật không mua, có người dặn để đó nha, có nhiều lý do. Nên hôm nay Khôi làm một cái clip này để cho anh em cùng biết được là bán audio nó là như thế nha. Đặc biệt là ship tin tưởng anh em, ship code mà không nhận hàng đây nha. Ship code nếu như mà có cọc á, có cọc, ví dụ như cọc 30% á, thì mình sẽ được lời rất nhiều, nhưng mà nhiều lúc tin tưởng quá rồi mình không ship anh em, mình không có cọc à. Đó là cái sự tin tưởng, cái sự sai lầm khi mình đặt niềm tin vào sai chỗ ha. Rồi đây bây giờ Khôi lấy lên em xem ha, có này Khôi cũng đã đăng trên clip á, trên YouTube rồi anh em ha. Anh em nào không, hôm sau hôm nay thì Khôi sẽ quay lại cho em lần nữa nha. Con này một cái đôi ly rất đẹp ha. Đó. Anh em thấy không, ngoài cái thùng xốp ha, mình còn lót thêm một lớp nữa, đây mình còn lót thêm một cái lớp nữa để đảm bảo là nó không có bị va đập ha, không bị là cái độ va chạm. Rất là buồn anh em ha, nói chung là bán hàng như thế này chán lắm, rất là mong những anh em khác thì sẽ không làm như vậy nha. Ok, thì cái lớp này là lớp cái chống chày và chống ướt ha, nếu mà lỡ xảy ra trường hợp mưa to tá mà mình chuyển mà mưa á, thì cũng sẽ không bị ướt ha. Ok, nó nguyên rất là đẹp ha. Đây nè, con này là con âm ly Vector Research ha. Đây, con âm ly Vector Research. Một đài của nó là VR7000 rất là lớn đó nè. Dùng receiver ha. Receiver công suất của nó tới 400W nha. Dùng receiver đây nè. Công suất 420W đó nè. Con này sử dụng điện 120V. Dòng này là dòng sản xuất cho Mỹ. Con này sẽ đánh tốt các cái loa 3 tấc đến 4 tấc và kể cả các cái loa Âu ha. Anh em nào mà có cái nhu cầu thì liên hệ với Khôi để anh em mình cùng sở hữu con này. Chất âm rất là hay. Con này thì cũng đánh 4 con sò sân đen. Tuy nhiên là chất âm của nó rất là hay, tại vì nó sử dụng tủ của Mỹ, theo tiêu chuẩn của Mỹ nha anh em. Rồi, giá rất là rẻ nè. 120V, 420W, nhưng mà giá chỉ có hơn 6 triệu đồng. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với Khôi để sở hữu con này. Bây giờ Khôi sẽ tháo nắp ra để cho anh em cùng xem bên trong. Đây cái rột gan nó đây nè. Anh em thấy đây sử dụng 4 con sò hai vít này nè, sò hai vít ha. Tản nhiệt rất là to, nguồn rất là to luôn, và đặc biệt là hai cái tủ này nó dài lắm anh em nhé, nó dài sâu xuống dưới chứ không phải là chừng này nha. Đây mình quay cho anh em cùng xem này. Đó, tủ nó dài. Tủ này 63V và 10.000 mi, đặc biệt là tủ của Mỹ anh em, cho tiếng bass rất hay ha, rất hay, máy móc rất đẹp ha, rất tuyệt vời.
Ok. Thì anh em nào có những cái loa cần đến công suất lớn, cần đến bát thì anh em liên hệ với Khôi lấy con này nha. Rất là tuyệt vời. Ok. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ cắm vào để test lại một đoạn, anh em cùng nghe thử nha. Thì anh em nào có nhu cầu ủng hộ Khôi thì liên hệ với Khôi để anh em mình cùng giao lưu. Cuối cùng thì cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Thực sự là khi mình ghép một cặp loa thì nó sẽ cho ra một chất khác nhau anh em.
Thì hiện tại Khôi đang ghép với cái cặp kép EQ 7 ha. Dòng hết số của cái dòng EQ này. Thì cái cặp này bát 20 anh em ha. Đó, và một ở trên này á là mic chắc đồng trục và dưới này là thật này ha. Rất là tuyệt vời anh em. Cặp loa rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi ha, ủng hộ cho Khôi cặp loa này. Cặp loa này có giá hơn 10 triệu một tí nha. Khôi cũng đã qua chi tiết ở clip trước rồi. Còn con 5 ly thì có mức giá là 6.500.000. Giá mà Khôi bán là bán bỏ ghét anh em. Công suất 420W. Âm ly Mỹ mà chỉ có 6.500.000 là giá quá rẻ nè. Nếu để so sánh với các dòng của Nhật Bio này thì con này chấp nửa đường nè. Tuyệt vời ha. Anh em thấy nó có chỉnh được chép rồi này ha. Chỉnh được chép, chỉnh được mic này, bass mic chép. Những âm ly lớn thì mới có thể chỉnh được anh em nha. Anh em lưu ý là những âm ly lớn mới chỉnh được. Còn những âm ly nhỏ thì không chỉnh được nha. Con này rất hay. VR7000 là model lớn, 9000 là lớn nhất, nhưng mà 7000 là tuyệt vời rồi. 420W thì sẵn sàng phục vụ những cái cặp loa bass 40 anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Khôi xin phép kết thúc ở đây.